Hãy dành ra vài giây, nhắm mắt lại và tưởng tượng về chuyến du lịch mùa hè sắp tới của bạn. Có phải bạn đang thấy những áng mây màu sắc đẹp tuyệt mỹ, không khí trong lành, cát trắng và biển xanh lấp lánh, và thấy mình đang nằm dài tận hưởng ánh nắng trên những hòn đảo đẹp tựa thiên đường hay không? Nếu như dự đoán của chúng tôi trùng hợp với tưởng tượng của bạn, thì đích thị video ngày hôm nay là dành cho bạn rồi. Bởi sau đây, giới thượng lưu sẽ dẫn bạn đi khám phá những điểm đến tuyệt vời và đắt đỏ nhất trên thế giới, nơi mà những người giàu có và nổi tiếng thường lựa chọn lùi tới để thư giãn, tận hưởng không gian riêng tư và tránh xa sự ồn ào của thành phố. Không đâu khác, đó chính là những hòn đảo đẹp như tranh vẽ, cùng gồm khu nghỉ dưỡng sang trọng đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thể chất cao cấp nhất, nơi mà tiền bạc và sự xa hoa không phải là vấn đề. Quý vị và các bạn đã sẵn sàng để cùng giới thượng lưu đắm mình vào những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và những kỳ nghỉ xa hoa trên những hòn đảo đẳng cấp thế giới được dành riêng cho giới siêu giàu chưa nào? Hãy thả lỏng và tận hưởng những trải nghiệm đắt giá nhất qua màn ảnh nhỏ ngay sau đây nhé. Bắt đầu thôi! Một, đảo Necker, Vương quốc Anh. Necker Island là một hòn đảo tư nhân độc quyền và nổi tiếng nhất trên thế giới, nằm ở quần đảo Virgin thuộc Vương quốc Anh, được mệnh danh là nơi ẩn náu cuối cùng của vùng Caribe. Hòn đảo được mua lại vào năm 1978 bởi tỷ phú người Anh Richard Branson và đã trở thành một điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng trên thế giới bởi vừa cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng sang trọng, lại còn là sân chơi hoàn hảo để khám phá về thiên nhiên. Với vị trí đắc địa, Necker Island nằm giữa khu vực biển Caribe với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và khí hậu ấm áp quanh năm. Necker Island nằm trong khu vực nhiệt đới với nhiệt độ trung bình từ 26 đến 30 độ C. Do vậy, cảnh sắc thiên nhiên tại nơi đây rất đa dạng và đẹp mắt. Đảo có rừng nhiệt đới, bờ biển đẹp và vùng đất cao tràn ngập ánh nắng. Bạn sẽ thấy nhiều loài chim và động vật hoang dã đặc trưng của khu vực biển Caribe, bao gồm cả rùa biển, cá heo và cá sấu. Có rất nhiều hoạt động khám phá thiên nhiên như đi bộ đường dài, đi thuyền kayak và lặn biển để khám phá vùng biển đẹp của Necker Island. Điều này giúp du khách của Necker Island có thể tận hưởng những bãi biển tuyệt đẹp, các hoạt động thể thao ngoài trời và khám phá văn hóa địa phương. Với diện tích 74 mẫu Anh, tức hơn 30 hectare, Necker Island có một khu nghỉ dưỡng siêu sang trọng, với 9 căn hộ nghỉ dưỡng được thiết kế độc đáo và đa dạng về kiểu dáng và thiết kế. Các căn hộ này có thể chứa tối đa 40 khách. Để đảm bảo thượng khách được phục vụ tốt nhất khi nghỉ dưỡng, trên Necker có 100 nhân viên phục vụ, từ nấu ăn cho tới đưa khách đi lướt ván diều hay lặn biển. Bạn cũng sẽ được tham gia một bữa tiệc nhạc sống với các DJ. Tâm điểm của khu nghỉ dưỡng trên đảo Necker Vương quốc Anh chính là The Great House. Đây là một tòa nhà sang trọng với kiến trúc cổ điển và được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại. Căn nhà tuyệt hảo này có 2 tầng với diện tích lên tới 1.500 feet vuông. Công năng có thể chứa 24 người lớn trong 12 phòng và 6 trẻ nhỏ trong một phòng chung chung. Ngôi nhà rộng rãi phong cách Bali này nằm trên đỉnh cao nhất của hòn đảo và tự hào có tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp ra vùng biển Caribe, Đại Tây Dương và khu vực xung quanh. Trong ngôi nhà ở vị trí tầng 1 có một phòng khách lớn để sinh hoạt chung. Phòng này rất thoáng mát, có vô số góc để thư giãn, gồm cả quầy bar để phục vụ đồ uống cho du khách. Còn ở trên tầng thượng, du khách sẽ tìm thấy bồn tắm nước nóng. Khi nghỉ dưỡng tại Great House, bạn cũng đồng thời được thưởng thức những bữa ăn sang trọng, được chế biến bởi đội ngũ nấu ăn chuyên nghiệp. Du khách cũng được trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời như lặn biển, chèo thuyền kayak, chơi golf, chèo thuyền buồm, đi bộ đường dài và các hoạt động thể thao nước khác. Tất nhiên, với những thượng khách ưa thư giãn thì các dịch vụ spa tại khu nghỉ dưỡng sẽ không khiến bạn phải thất vọng. Muốn tận hưởng cảm giác tuyệt vời với bể bơi nằm sát ngay cạnh bờ biển, du khách phải bỏ ra số tiền không nhỏ, khoảng 1 tỷ đồng một đêm. Sở dĩ giá phòng tại đảo Necker đắt đỏ và được nhiều người thuộc giới siêu giàu ưa chuộng như vậy là bởi nơi đây vừa đảm bảo được sự riêng tư, tiện nghi đẳng cấp, vị trí đắc địa và cả dịch vụ chuyên nghiệp. Bởi hòn đảo tư nhân này chỉ cho phép đón khách đặc biệt và giới siêu giàu, vì thế khách hàng của Necker Island được tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối và không gian thư giãn tránh xa sự ồn ào và tất bật của thành phố. Chưa kể, những khách hàng của Necker Island đều được đón tiếp và phục vụ bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tình. Mỗi căn phòng trên đảo đều có một quản gia riêng, đầu bếp và nhân viên phục vụ, đảm bảo mang đến cho khách hàng trải nghiệm nghỉ dưỡng đích thực và không thể quên. Đảo Necker đã từng tiếp đón những vị khách nổi tiếng, tỷ phú và các yếu nhân chính trị khác tới nghỉ dưỡng như gia đình Tổng thống Obama, tỷ phú Bill Gates, công chúa Diana và Caroline của Monaco. Ngoài ra, còn rất nhiều những khách hàng nổi tiếng thân thiết khác của tỷ phú Richard Branson. 2. Thiên đường hạ giới Maldives. Được so sánh là thiên đường nơi hạ giới và đệ nhất Mỹ đảo,
Đây chắc chắn là cái tên lý tưởng với những người ưa xê dịch. Nổi tiếng với những bãi biển trắng cát, nước màu ngọc lam cùng với thảm thực vật phong phú, không nơi đâu tuyệt hơn Maldives để khám phá vùng biển với các hoạt động thể thao nước đa dạng. Maldives không chỉ ghi dấu là một trong những quần đảo xinh đẹp nhất hạ giới, mà nơi đây còn được coi là hòn đảo đắt đỏ nhất và được giới siêu giàu yêu thích nhất. Nằm ở Nam Á, cách đất liền Ấn Độ ở phía Tây Nam và có khí hậu nhiệt đới gió mùa, 26 hòn đảo san hô của Maldives bao vòng quanh một lãnh thổ gồm 1.192 đảo nhỏ. Khoảng 200 đảo trong số này có các cộng đồng địa phương sinh sống, tạo nên một quần thể vô cùng phong phú. Maldives được tạo hóa ưu ái ban cho tất cả những gì tuyệt vời nhất, cho nên quần đảo Maldives có rất nhiều khu nghỉ dưỡng đẹp và sang trọng trên các đảo khác nhau. Những vị khách lắm của nhiều tiền thường tới nghỉ dưỡng trong những khách sạn sang trọng với bãi biển tuyệt đẹp, đặc biệt là các biệt thự trên biển và các villa trên nước. Giá thuê biệt thự biển tại Maldives rất đắt đỏ và có thể lên đến hàng chục ngàn đô la mỗi đêm. Một số khu nghỉ dưỡng đặc biệt tại Maldives có giá thuê từ 10.000 đô đến 50.000 đô một đêm, tùy thời điểm. Mặc dù khá có nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng hạng sang nằm trên quần đảo Maldives, tuy nhiên có hai khu nghỉ dưỡng được giới siêu giàu ưa chuộng hơn cả là Sovena Fushi, nằm trên đảo Kunfunado ở vùng Ba Atoll, và Cheva Blanc Randehi, nằm trên đảo Randehi ở vùng Nonu Atoll. Cả hai khu nghỉ dưỡng này đều là tổ hợp của những villa siêu rộng trên bãi biển tuyệt đẹp và đều có tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ đẳng cấp thế giới. Cả hai nằm ở những vị trí đẹp nhất trong quần đảo Maldives, nơi đây có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và biển xanh trong veo. Để tôn lên vẻ đẹp trời phú của cảnh sắc thiên nhiên, Sovena Fushi và Cheva Blanc Randehi đều tận dụng tối ưu các vật liệu tự nhiên như gỗ, tre, đá để xây dựng, ưu tiên diện tích cho thảm cỏ, khu vườn và mặt nước, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Các phòng nghỉ đều được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, bao gồm bể bơi riêng, nhà tắm ngoài trời, phòng sông hơi, máy chiếu phim, âm thanh vòm, máy chiếu sao, bếp ngoài trời và dịch vụ phục vụ 24 giờ. Để tới được hai khu nghỉ dưỡng này, các thượng khách cũng có thể dùng nhiều phương tiện khác nhau như chuyên cơ riêng, tàu du lịch hoặc những du thuyền sang trọng rất thuận tiện. Về Resort Cheva Blanc Randehi, được quản lý bởi tập đoàn LVMH của tỷ phú giàu nhất thế giới hiện tại Bernard Arnault, cho nên Cheva Blanc Randehi đã thu hút sự quan tâm của nhiều người nổi tiếng và tỷ phú như Bill Gates, Mark Zuckerberg và ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo tới trải nghiệm. Là một khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm trên đảo San Juan Nonu, Cheva Blanc Randehi chưa bao giờ làm du khách thất vọng bởi kiến trúc của mình. Được khai trương vào năm 2013, khu nghỉ dưỡng này được thiết kế bởi kiến trúc sư Jean-Michel Gatti với phong cách kiến trúc đường đại tinh tế rất sang trọng và lại đậm chất thơ. Cheva Blanc Randehi có tổng cộng 46 căn hộ và villa với các loại hình phòng ở từ 1 đến 4 phòng ngủ. Khu nghỉ dưỡng gồm nhiều sự lựa chọn như biệt thự đảo, biệt thự bãi biển, villa tư nhân. Đây là nơi lý tưởng để lặn ngắm san hô, lặn thám hiểm, câu cá hoặc du ngoạn ngắm hoàng hôn trên biển. Khu nghỉ dưỡng Cheva Blanc Randehi có giá cực đắt đỏ dao động từ khoảng 2.500 đô một đêm cho phòng Garden Water Villas và có thể lên đến hơn 20.000 đô một đêm cho các loại phòng sang trọng như Owner's Villa. Owner's Villa là một biểu tượng của sự xa hoa và sang trọng tại Maldives. Căn nhà lớn nhất trong resort với diện tích lên đến 1.000m2 này thường không được công khai giá, du khách sẽ chỉ biết chính xác giá cả khi nhận phòng. Tuy nhiên, được biết thông thường nó không có giá dưới 40.000 bảng Anh. Trong không gian sống đẳng cấp và đầy tinh tế của Owen's Villa, có đầy đủ các tiện nghi cao cấp như 5 phòng ngủ với phòng tắm riêng, phòng khách rộng lớn với tầm nhìn ra biển, phòng ăn riêng và khu vực nghỉ dưỡng ngoài trời. Ngoài ra, biệt thự còn trang bị hồ bơi riêng, phòng sông hơi, phòng tập gym và sân golf mini. Sẽ thật tuyệt vời với những người trí thức, bởi villa này còn có một thư viện đầy đủ các tác phẩm văn học nổi tiếng. Ngoài ra, nơi đây còn có hồ bơi riêng lớn nhất trong khu resort, khu vườn riêng và khu vực trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Owner's Villa được thiết kế với những màu sắc trầm và tối giản, tạo ra cảm giác sang trọng và thanh lịch. Toàn bộ nội thất và trang thiết bị đều được chọn lọc tỉ mỉ, từ chiếc ghế sofa đến bộ đồ chơi trong hồ bơi. Owner's Villa còn được đặc biệt chăm sóc bởi một đội ngũ nhân viên riêng biệt, bao gồm một đầu bếp và một quản gia, để đảm bảo cho khách hàng tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời và không gian sống đẳng cấp nhất tại Cheva Blanc Randehi. Với một đội ngũ phục vụ riêng biệt, bạn có thể tận hưởng những bữa ăn tuyệt vời được phục vụ tại căn villa hoặc thư giãn tại khu spa riêng của villa với các liệu pháp spa cao cấp. Ngoài ra, du khách còn được tận hưởng các dịch vụ đưa đón bằng thủy phi cơ riêng và tàu du lịch sang trọng, cho phép khám phá vẻ đẹp của quần đảo Maldives từ trên biển. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng còn cung cấp các hoạt động giải trí và thể thao như lặn ngắm san hô, lướt ván buồm,
chèo thuyền kayak và chơi đùa trên bãi biển. Do vậy, Cheval Blanc Ranehi được xem là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất tại Maldives và trên thế giới. 3. Đảo St. Barts. Đảo St. Barthélemy hay còn được gọi là St. Barts nằm ở phía tây của khu vực Caribe, thuộc lãnh thổ của Pháp. Với diện tích chỉ khoảng 25 km2, St. Barts là một trong những địa điểm nghỉ dưỡng sang trọng và đẳng cấp thu hút rất nhiều du khách thượng lưu tới từ khắp nơi. Địa điểm này là một trong những nơi khó đến nhất thế giới. Để tiếp cận hòn đảo, người ta chủ yếu phải dùng du thuyền hoặc máy bay riêng. Điều đặc biệt ở St. Barts là có bãi biển đẹp và nước biển trong xanh. Địa hình đa dạng với đồi núi, thảm thực vật phong phú và khung cảnh lãng mạn. Trên đảo có nhiều khu nghỉ dưỡng, nhà hàng sang trọng, cửa hàng cao cấp và các tiệm bán đồ mỹ nghệ. Các hoạt động tại St. Barts bao gồm bơi lội, lặn biển, đi bộ đường dài, chơi golf, đua thuyền, lướt ván, windsurfing và mua sắm. Từ ẩm thực cho đến các khách sạn trên đảo St. Barthélemy đều mang đến cho du khách trải nghiệm như đang ở nước Pháp. Các nguyên liệu hạng sang mang đậm phong cách hoàng gia Pháp như gan ngỗng, tôm hùm, bò Kobe hay nấm truffle sẽ là những nguyên liệu thường bắt gặp trong các bữa ăn được phục vụ tại đây. Khu nghỉ dưỡng có giá cả cao nhất tại đảo này là Eden Rock St. Barts. Điểm đến này được xây dựng trên một bãi biển riêng tư với kiến trúc độc đáo và phong cách trang trí đẳng cấp. Eden Rock St. Barts tọa lạc trên một mũi đất đá vôi dựng lên khỏi biển Caribe. Khu nghỉ dưỡng có 34 phòng và suite, bao gồm cả villa riêng biệt. Giá phòng tại đây dao động từ khoảng 1.400 đến 30.000 đô mỗi đêm, tùy vào loại phòng và mùa du lịch. Những người sáng lập Eden Rock St. Barts đã nỗ lực để tạo ra một kiến trúc độc đáo và đẳng cấp. Khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách Art Deco hiện đại, kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại. Tất cả các phòng đều được trang bị đồ nội thất và trang thiết bị cao cấp, mang đến cảm giác sang trọng và ấm cúng. Eden Rock St. Barts có các tiện nghi đẳng cấp như bể bơi vô cực, sân tennis, trung tâm thể dục, spa, cửa hàng quà tặng và các nhà hàng tuyệt vời. Du khách có thể thỏa sức tận hưởng không gian xanh và những trải nghiệm thú vị tại khu nghỉ dưỡng. Villa Rockstar là biệt thự sang trọng và được ưa chuộng nhất trong khu nghỉ dưỡng Eden Rock St. Barts với mức giá từ khoảng 30.000 đô một đêm. Với diện tích khổng lồ 1.600 m², villa này được mô tả giống như một chiếc du thuyền trị giá 200 triệu đô trên đất liền. Được thiết kế theo phong cách Art Deco, kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại. Công năng của villa này gồm có 3 phòng ngủ, hồ bơi riêng, bãi đỗ tàu, khu vực tiếp khách, phòng tập thể dục và một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có thể phục vụ tối đa 12 người. Ngoài ra, villa này còn có tầm nhìn toàn cảnh ra biển và được trang trí với nhiều tác phẩm nghệ thuật đẳng cấp. Nói chung đây sẽ là điểm đến tuyệt vời cho những tâm hồn nghệ sĩ thơ mộng. 4. Đảo Lauchala, Fiji. Nếu như thế giới khao khát được đến thiên đường Maldives, thì nét hoang sơ thiên nhiên trong lành của Fiji càng không thể bỏ lỡ. Người ta ca ngợi rằng nước ở đảo Fiji trong hơn Saipan và bầu trời xanh hơn Hawaii. Trong nhiều năm qua, Fiji vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ nhất của tạo hóa. Được ví như thiên đường xanh, quần đảo Fiji thuộc Cộng hòa Fiji, đảo quốc tại châu Đại Dương thuộc phía Nam Thái Bình Dương, với dân số cả nước khoảng 900.000 người. Đặc biệt, quốc đảo này còn là quốc gia đầu tiên trên thế giới nhìn thấy mặt trời mọc. Do vậy, nhiều người đã chọn đến Fiji để tổ chức lễ cưới của mình. Đảo Lauchala, hòn đảo tư nhân đẹp và sang trọng nhất trên thế giới, cũng nằm trên quần đảo Fiji. Đây là địa điểm nghỉ dưỡng được giới siêu giàu đặc biệt ưa chuộng. Lauchala thuộc sở hữu của tỷ phú người Áo Dietrich Mateschitz, người sáng lập thương hiệu Red Bull nổi tiếng. Ông đã mua đảo Lauchala vào năm 2003 và đầu tư để biến nó thành một thiên đường nghỉ dưỡng tư nhân với các tiện ích và dịch vụ đẳng cấp. Cách thủ đô Suva khoảng 300 km về phía đông bắc, Lauchala có diện tích khoảng 14,2 km², bao gồm những rừng nguyên sinh, đồng cỏ, các thác nước, hồ nước nóng và những bãi biển tuyệt đẹp. Đảo Lauchala được biết đến với thiên nhiên hoang sơ và không gian riêng tư. Đảo được bao phủ bởi rừng nhiệt đới, đồi núi xanh tươi và bãi biển trắng tinh. Tại đây, du khách có thể tận hưởng không khí trong lành và trải nghiệm những hoạt động giải trí độc đáo như lặn biển, lướt sóng, câu cá, chơi golf hay điều khiển trực thăng ngắm cảnh. Điểm nhấn của đảo Lauchala là khu nghỉ dưỡng sang trọng và đẳng cấp, với những biệt thự riêng tư được thiết kế sang trọng, hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Mỗi biệt thự đều có hồ bơi riêng, khu vườn xanh mát và cung cấp các dịch vụ tuyệt vời như spa, phòng tập thể dục và các nhà hàng đẳng cấp với các món ăn tinh tế từ các đầu bếp nổi tiếng. Lauchala có các khu nghỉ dưỡng độc lập để du khách có thể tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối. Các khu nghỉ dưỡng được thiết kế với nhiều phong cách và trang thiết bị khác nhau, đáp ứng nhu cầu của mỗi khách hàng, với giá từ vài ngàn đến hàng chục ngàn đô mỗi đêm tùy vào loại phòng và tiện nghi. Trong đó, khu nghỉ dưỡng đắt đỏ và được yêu thích trên đảo là Overwater Villa, với mức giá dao động từ 8.000 đến 55.000 đô mỗi đêm
tùy vào mùa du lịch. Khu nghỉ dưỡng này có diện tích lên đến 3.000 hectare và nằm tại vị trí cực đông của quần đảo Fiji, cách sân bay quốc tế Nadi, Fiji khoảng 1 giờ bay. Đặc biệt, villa này được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ trên vịnh và được kết nối với đất liền bằng một cầu treo dài. Từ trên cao, Overwater Villa nhìn xuống một cánh đồng cỏ và một bãi biển riêng tư. Phòng nghỉ trong Overwater Villa có kiến trúc hiện đại sang trọng với trần nhà cao, tường kính rộng và ban công riêng hướng ra biển. Tất cả đều được trang bị các tiện nghi hiện đại như TV màn hình phẳng, đầu đĩa TV, hệ thống âm thanh vòm, máy pha cà phê, tủ lạnh mini và điều hòa không khí. Tuy nhiên, điều đặc biệt của Overwater Villa là ban công riêng của phòng nghỉ. Ban công này có bể bơi riêng và khu vực thư giãn với ghế tắm nắng và đồ đạc, phục vụ thư giãn. Từ ban công, du khách có thể ngắm toàn cảnh biển xanh, cát trắng và bầu trời trong xanh, tạo nên một không gian nghỉ dưỡng tuyệt vời và đầy sang trọng. Seagrass Residence là căn biệt thự đắt giá nhất trong khu nghỉ dưỡng Overwater Villa. Căn biệt thự có diện tích lên đến 1.200 m², được xây dựng bằng gỗ và đá tự nhiên. Seagrass Residence có 3 phòng ngủ, mỗi phòng đều được thiết kế rộng lớn với cửa sổ lớn để tận hưởng tầm nhìn đẹp nhất ra biển. Nội thất trong căn biệt thự được trang bị với các thiết bị cao cấp, bao gồm một hồ bơi riêng, phòng xông hơi và phòng tập thể dục. Tất nhiên, khi thuê biệt thự này, thượng khách sẽ được phục vụ bởi một quản gia riêng, một đầu bếp riêng và một vườn trái cây riêng. Ngoài ra, khách hàng của Seagrass Residence còn được trải nghiệm các hoạt động thú vị trên đảo, bao gồm lặn biển, lặn ngắm san hô, đi thuyền trên vịnh và tắm nắng trên bãi biển riêng. Giá thuê trung bình cho một đêm nghỉ tại Seagrass Residence là khoảng 12.000 đô. Tùy thuộc vào mùa du lịch và các yêu cầu riêng của khách hàng sẽ có thể có giá cao hơn. Giới siêu giàu ưa thích điểm đến này bởi khu nghỉ dưỡng nằm trong một vị thế đắc địa giữa biển và rừng rậm rạp, vừa đem tới cảnh quan lạ mắt lại có khí hậu ôn hòa. Một điểm thu hút đặc biệt của Overwater Villa là hệ thống phục vụ ẩm thực đa dạng, bao gồm các món ăn địa phương và quốc tế chất lượng cao được chế biến bởi đầu bếp tài ba. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng cũng có nhiều hoạt động giải trí và thể thao để du khách thư giãn và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, bao gồm cưỡi ngựa, lướt ván, lặn và chơi golf. Một trong những hoạt động ngoài trời phổ biến tại đây là cho phép khách du lịch tham gia vào các buổi đi bộ đường rừng, chinh phục những con đường mòn địa phương để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của đảo Fiji. Để đưa đón khách đến Overwater Villa tại đảo Laukala, khu nghỉ dưỡng cung cấp dịch vụ trực thăng riêng cho khách hoặc đưa đón khách bằng thuyền tốc độ riêng từ sân bay Nadi đến đảo Laukala. Những cái tên nổi tiếng và giàu có đã tới đảo Laukala bao gồm các tỷ phú công nghệ như Bill Gates, Mark Zuckerberg và Larry Ellison, cùng với các ngôi sao Hollywood, nhiều quý tộc, chính khách khác cũng đã ghé thăm đảo Laukala để tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng và riêng tư. Thứ 5. Đảo Maui. Đảo Maui được tạo ra bởi một ngọn núi lửa cách đây gần 1,3 triệu năm. Đây cũng là quần đảo lớn thứ 2 trong số 4 quần đảo chính của Hawaii, với dân số khoảng 144.000 người. Đảo Maui thu hút giới thượng lưu đến nghỉ dưỡng nhờ vẻ đẹp tự nhiên tuyệt đẹp, những khu rừng rậm xanh tươi, các đồi núi lửa và những thác nước hoang sơ, khí hậu ấm áp và không khí yên bình của vùng quê. Nơi đây có nhiều bãi biển đẹp và hoang sơ, đáp ứng mọi nhu cầu của khách du lịch, từ chơi đùa trên bãi biển cho đến các hoạt động thể thao nước như lướt ván lặn biển, lướt sóng, thuyền kayak, du thuyền và câu cá. Ngoài ra, đảo Maui còn có nhiều điểm tham quan và khu vực độc đáo như Hana Road, Haleakala National Park, Iao Valley và Lahaina. Và cũng không thể không nhắc đến những khu nghỉ dưỡng sang trọng tại đảo Maui. Các khu nghỉ dưỡng như Four Seasons Resort Maui at Wailea, Montage Kapalua Bay hoặc Grand Wailea Maui Resort and Spa đều nằm trong top những khu nghỉ dưỡng hạng sang nhất của hòn đảo này, với các tiện nghi và dịch vụ đẳng cấp như hồ bơi riêng, spa, các sân golf, nhà hàng cao cấp và cả trung tâm thể dục. Giá tiền tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng tại đây dao động tùy thuộc vào loại phòng, thời điểm lưu trú và các dịch vụ đi kèm. Giá tiền cho một đêm lưu trú tại Four Seasons Resort Maui ở Wailea có thể dao động từ khoảng 700 đô đến 10.000 đô, tùy thuộc vào loại phòng và thời điểm lưu trú. Tại khu nghỉ dưỡng Montage Kapalua Bay, giá cả cho một đêm lưu trú có thể dao động từ khoảng 800 đến 15.000 đô. Ngoài những điểm đến và trải nghiệm thiên nhiên tuyệt vời, đảo Maui còn có rất nhiều hoạt động và trải nghiệm thú vị cho du khách. Một trong những hoạt động phổ biến nhất tại đảo Maui là lướt sóng. Đây được coi là một trong những điểm đến lướt sóng hàng đầu trên thế giới, thu hút những vận động viên chuyên nghiệp và những người yêu thích thể thao này đến đảo Maui để trải nghiệm những con sóng tuyệt vời. Tất cả những hòn đảo xa xỉ được giới thượng lưu yêu thích để nghỉ dưỡng đều có những điều đặc biệt và đẳng cấp riêng. Tại đó, du khách sẽ được trải nghiệm những dịch vụ và tiện ích sang trọng
các khu nghỉ dưỡng đẹp mắt, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và thân thiện, cùng với những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời và những hoạt động giải trí đa dạng. Còn bạn thấy sao về chủ đề ngày hôm nay? Hoan nghênh các bạn để lại bình luận ở bên dưới để cùng chia sẻ nhé. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn vì đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.